Phong thủy là từ trường, trường là năng lượng. Người tốt bụng lại vui vẻ là người có từ trường lành, người người yêu mến, ơn trên gia hộ. Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Chúc các bạn tâm thân an lạc. Phong thủy nhà hướng Tây vận chính từ 2024 đến 2043. Chọn được mảnh đất tốt, thiết kế bố cục hài hòa, phù hợp với mảnh đất và cả sinh thần bát tự của gia chủ, để có một cuộc sống an ổn quả thật không phải dễ. Đa phần là đất chọn người đủ duyên, người khó lòng chọn đất theo mong muốn. Chọn được mảnh đất tốt, quang cảnh bên ngoài không phạm hình sát, sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi hơn, vì yếu tố bên ngoài chúng ta không thể can dự. Khải Toàn xin phép chia sẻ phong thủy nhà hướng Tây vận chính theo huyền không phi tinh. Hướng Tây trong vận chính có 4 quẻ. Mời các bạn xem bài hướng dẫn đo tọa độ và phân cung để biết phương pháp lập quẻ cho ngôi nhà của mình. Bài này Khải Toàn sẽ hướng dẫn sơ lại về đo tọa độ. Mỗi thuật số đều có phương pháp luận khác nhau và cách ứng dụng không như nhau. Huyền không phi tinh là luận về lý khí, tính được tốt xấu trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên nên chú trọng về loan đầu. Nên ưu tiên loan đầu rồi đến lý khí. Loan đầu là hình thể, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi. Nếu quẻ lý khí tốt nhưng vị trí ngồi nằm phạm hình thể, ví dụ vị trí ngồi nằm gần cửa khí, trên chỗ ngồi nằm có xà ngang, có dầm ngang đè lên là không tốt. Dù lý khí có tốt ra sao nhưng không hợp mắt, phạm loan đầu, phạm hình sát sẽ phản tác dụng. Phong thủy là từ trường, trường là năng lượng. Người tốt bụng lại vui vẻ là người có từ trường lành, người người yêu mến, ơn trên gia hộ. Vì vậy, nơi có từ trường tốt lành, người trong nhà ăn lành, trẻ em và động vật thích đến chơi đùa. Đó chính là nền tảng để làm ăn kiếm tiền. Nền tảng căn bản tốt thì mọi thứ về sau sẽ tốt. Vạn vật đều có từ trường. Từ trường con người là mạnh nhất. Lúc vui, lúc giận đều sản sinh từ trường khác nhau, từ tiêu cực đến tích cực. Phong thủy là phương tiện, không phải thần dược. Dù một người có tinh thông thuật số ra sao, có cúng bái như thế nào, nhưng không tu ba nghiệp, thân, miệng, ý sẽ không tác dụng bao nhiêu. Vì phong thủy là phương tiện, không thay đổi được nhân quả trong mệnh. Vì vậy, nếu ai quan tâm và muốn dùng phong thủy như một phương tiện lành, thêm một phương tiện tốt cho cuộc sống tốt hơn, không thể bỏ qua giáo pháp lành trong kinh. Dù bạn theo tín ngưỡng nào, những lời trong kinh là chân lý muôn đời, giúp người người hướng thượng. Người có niềm tin vào nhân quả, trên con đường tìm giáo pháp lành, hãy nghe bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo và cả sách Bước Đầu Học Phật. Đây là nền tảng căn bản tích công bồi đức. Nghe giảng kinh và dụng công tu tập, chỉnh sửa tâm tánh, làm lành giúp người là tạo phước. Khi ấy sẽ thông đạt pháp thế gian, truyền lại cho con cháu sự giáo dục tốt lành. Điều ấy quý báu gấp trăm ngàn lần để lại tiền của cho con cháu. Xin mời các bạn tham khảo bài Phong thủy nhà hướng Tây vận chính. Bài có gì sơ sót xin mở lòng thông cảm. Chúng ta nên đo diện tích nhà và vẽ lên một tờ giấy A4. Trong ví dụ này, chiều ngang 3,5m, chiều dài 6,8m. Tính giữa chiều ngang của mỗi ngôi nhà là vị trí đứng đo tọa độ. Đối với nhà thiếu góc, chúng ta phải lấy chọn góc. Ví dụ nhà này chiều ngang bên trước 4m, đằng sau 6m, vẫn tính cả 6m.
kẻ chéo hai góc, ta có được điểm chung cung của ngôi nhà. Từ vị trí giữa ngôi nhà hoặc mảnh đất, tính từ trong ra, bước từ 2 đến 3 bước chân, dùng la kinh la bàn trên điện thoại để đo. Ta sẽ có được tọa độ ngôi nhà. Quẻ số 1 nhà hướng Tây trong vận chính 248 đến 250 độ và 259 đến 262 độ. Gần 248 có thể phạm xuất quái. Tại hướng Tây hướng cửa, ta có nhị hắc và cửu tử. Cửu tử ở hướng thủy nên có thủy, hồ nước, hồ cá. Tại đây nên có cửa khí, phòng ngủ, phòng làm việc và cả tài vị. Tại Tây Bắc, ta có hai cặp nhất bạch, nên có núi non sông nước. Đây cũng là tài vị, nơi để kết sắt, nên có cửa khí, phòng ngủ, phòng khách, phòng đọc sách. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ, Tây Nam đại diện cho nữ gia chủ, kết hợp với sinh thần bát tự của nam và nữ gia chủ để bài trí phù hợp hơn. Tại Bắc và Tây Nam, ta có ngũ hoàng và lục bạch, kỵ hỏa. Nên có kim. Tại nơi có ngũ hoàng và nhị hắc, không nên có bếp. Tại Đông Bắc và Đông Nam có tam bích và bát bạch, nơi có tam bích, kỵ mộc, không nên có mộc, nên có hỏa. Tại những nơi có tam bích, thất xích, ngũ hoàng, không nên động nên tĩnh, không nên đặt loa, quạt, ghế massage. Tại Đông và Nam, ta có thất xích và tứ lục, không nên có mộc và kim. Nên có hỏa. Tại Trung Cung, ta có cửu tử nhập tù, không nên có hỏa. Quẻ số 1 nhà hướng Tây trong vận chính 248 đến 250 và 259 đến 262 độ. Hướng tốt ta có hướng Tây, hướng Tây Bắc. Hướng không tốt ta có hướng Bắc và hướng Tây Nam. Nhà cửa hướng Tây, tọa Đông, Đông thuộc mộc, phù hợp với mệnh thiếu mộc sinh vào mùa thu. Quẻ số 2 nhà hướng Tây trong vận chính 251 đến 258 độ, chính và khiêm hướng. Tại hướng Tây, ta có cửu tử hội hướng. Đây là cung tốt, nên có cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng khách, tài vị. Tại đây nên có núi non sông nước. Có thể dùng hỏa hoặc mộc. Tại những vị trí cung tốt, ta nên có quạt để thông thoáng không khí nơi này. Tại Tây Bắc, ta có nhất bạch ở hướng, nên có thủy động.
nước, hồ cá. Thủy tĩnh là tranh cá, tranh nước. Đây cũng là cung tốt phù hợp mở cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ, Tây Nam đại diện cho nữ gia chủ, kết hợp với ngày tháng năm sinh để bài trí phù hợp với mảnh đất. Tại Bắc và Đông Nam, ta có tam bích và lục bạch, kỵ mộc. Cần hỏa. Tại những nơi có tam bích không nên có mộc, nên tĩnh không nên động, không nên có loa hoặc quạt. Tại Đông Bắc, ta có nhất bạch ở tọa, kỵ nước. Phù hợp để bếp, phòng ngủ, phòng đọc sách, cửa khí. Nên có tranh núi hoặc là tủ cao, cây cao. Tại Đông và Tây Nam, ta có ngũ hoàng và tứ lục. Nơi có ngũ hoàng không nên có hỏa, không nên đặt bếp. Hai cung này kỵ hỏa và thổ, nên có kim. Tại hướng Nam và Trung cung, ta có nhị hắc và thất xích, kỵ hỏa, cần ít kim. Quẻ số 2 nhà hướng Tây 251 đến 258 độ. Hướng tốt ta có hướng Tây, hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc. Hướng không tốt ta có hướng Đông và hướng Tây Nam. Nhà cửa Tây, tọa Đông, tốt với mệnh khuyết mộc, đa phần sinh vào mùa thu dư kim khuyết mộc. Quẻ số 3 nhà hướng Tây trong vận chính 263 đến 277 độ, 281 đến 288 độ, chính và kim hướng. Tại hướng Tây và hướng Đông Bắc, ta có ngũ hoàng và tứ lục, kỵ hỏa thổ. Cần kim. Những nơi có ngũ hoàng nhị hắc không nên có bếp. Tại Tây Bắc và hướng Nam, ta có cặp lục bạch và tam bích, kỵ mộc, cần hỏa. Tại nơi có tam bích không nên có mộc, ví dụ cây cối, nhiều dài dép sách vở. Nên tĩnh không nên động. Tại hướng Bắc và Trung cung, ta có nhị hắc và thất xích, kỵ hỏa, nên có ít kim. Tại hướng Đông, ta có cửu tử hội tọa, nên có bếp, phòng đọc sách, phòng ngủ, cửa khí. Nơi này nên có núi non sông nước. Tại Đông Nam, ta có nhất bạch ở hướng thủy, nên có thủy động, hồ cá, hồ nước, phù hợp để bếp. Tại Tây Nam, ta có nhất bạch ở tọa, kỵ nước, nên có vật cao lớn, tranh núi, tủ cao, cây cao, nên có cửa khí. Hướng Tây vận chính quẻ số 3, 263 đến 277 độ, 281 đến 288 độ. Hướng tốt ta có Tây Nam, hướng Đông và hướng Đông Nam. Cung không tốt ta có Tây và Bắc.
và cả Đông Bắc. Nhà cửa Tây tọa Đông, phù hợp với mệnh khuyết mộc đa phần sinh mùa thu. Nhà hướng Tây trong vận chính, quẻ số 4, 278 đến 280 độ, 289 cho đến 292 độ. Gần 292 có thể phạm xuất quái. Tại hướng cửa, tại Tây và Nam, ta có Ngũ Hoàng và Tam Bích, Kỵ Hỏa và Mộc. Nên có kim. Những nơi có Ngũ Hoàng không nên có bếp. Những cung không tốt không nên để cửa khí hoặc là quạt loa. Tại Tây Bắc và hướng Bắc, ta có Lục Bạch và Nhị Hắc, Kỵ Hỏa Thổ. Nên có ít kim. Tại Đông Bắc, ta có Tứ Lục, không nên có Mộc, nên có Hỏa. Tại hướng Đông, ta có Cửu Tử ở tọa, Kỵ Nước. Nên có Hỏa, nên có bếp, cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách và cả tài vị. Tại Đông Nam, ta có Cửu Tử ở hướng Thủy, nên có thủy động, nước, hồ cá, thác nước. Nên có cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách. Tại Tây Nam, ta có Nhất Bạch và Thất Xích, Kỵ Nước. Nên có tranh núi, tủ cao, cây cao, có thể phù hợp đặt bếp. Quẻ số 4 nhà hướng Tây trong vận chính, 278 đến 280, 289 đến 292 độ. Cung tốt ta có Tây Nam, Đông Nam, hướng Đông. Cung không tốt ta có hướng Tây, hướng Nam. Trung cung Kỵ Kim. Quẻ này là quẻ kim thủy đa tình. Nhà hướng Tây tọa Đông, phù hợp với mệnh khuyết mộc đa phần sinh mùa thu. Mời các bạn tìm đọc hoặc nghe trong kênh bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo và bộ Bước Đầu Học Phật. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.